Duyên về cái cuộc đời của cái người tuổi kỷ mùi 1979, thì khi nói về cái tuổi mùi ta biết đó là những bạn này có cái vận niên cuộc đời của mình là Thảo Giả Chi Dương, và cái vận mệnh của mình là Thiên Thượng Hỏa, là lửa ở trên trời. Ta hãy hình dung lại những cái đàn dê nó trên những cái cánh đồng cỏ say sưa mà gần ngậm cỏ, những cái đàn dê thật hiền lành à. Thì như vậy cái người nữ kỷ mùi, kỷ mùi thì thật là cũng hiền lành, cũng chân chất, họ không có hiếu thắng, họ không có nhiều tham vọng, chỉ mong một cái sự bình yên trên cái bình, trên cái đất cỏ, chỉ bình yên cho cái cuộc sống qua ngày. Nhưng mà cái sự mong muốn của cái sự bình yên đó hay được hay không, hay chỉ là những ước mơ và mơ ước để mà thôi. Thì cái mùi năm 79 là mang cái hình ảnh của cái đồi cỏ và những cái con dê, một cái hình ảnh đẹp của sự bình yên. Nhưng mà cuộc đời của họ không bình yên với cái hình ảnh đó, mà cuộc đời của họ phải qua nhiều cái tình huống gian nan. Cái cuộc đời họ dễ gặp những cái sốc nổi, dễ gặp những cái tai họa, phá đi cái hiền lành, phá đi cái mơ ước của cái người tuổi kỷ mùi. Người kỷ mùi thì người mùi thì nó hiền lành, nhưng mà tại vì mình mang cái nóng của cái thiên thượng quả, cho nên đôi lúc mình nóng giận, mình không kiềm chế được có con người của mình, cho nên lại vô tình mình làm cho người ta bực bội mình, và có những cái sân hận nó từ đó nó xảy ra. Cho nên cái cuộc đời của mình, các bạn ạ, không ai mà không mong muốn một sự bình yên, không ai mà không mong muốn một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng bình yên đó đến hay không còn phải là do hiện thực, mà chuyện đời của mình nó lại quá nhiều nỗi luân chuyển. Nhất là những cái người tuổi nữ của cái tuổi mùi thì họ thường gặp những cái chuyện buồn thương về vấn đề tình duyên, về vấn đề gia đạo. Đôi khi là chồng không thương, chồng dễ những cái trường hợp mà chồng ngoại tình đi kiếm cái mái ấm khác, bỏ rơi mình cô độc một ở nhà lẻ loi cô quạnh. Hoặc giả có chồng thương thì gặp mẹ chồng, cha chồng không thương, mình sống như cái kiếp tầm gửi, buồn thương mà rơi ngấn lệ. Còn ước mơ về của mình, về những cái mái nhà êm ấm, về những cái đứa con ngoan, thì hình như nó có cái gì đó nó xa mờ. Những cuộc hôn nhân sau của những cái người tuổi kỷ mùi thường là những cái cuộc tình chấp nối, nhưng mà cái chấp nối nó cũng không mấy trọn vẹn, và đa phần họ ngán ngẩm, họ buồn thương. Nhưng những người tuổi kỷ mùi có một cái hay là họ dễ dàng cam chịu và chấp nhận cái thương đau mà ít ai quán. Có ai quán trong họ cũng để nắng tận ở trong lòng của họ, họ không thở không than, cái tâm tình họ giấu kín trong tận cái tâm hồn của mình. Còn người nam thì trên cái bước đường làm ăn sự nghiệp thì của mình nó bước đầu nó không thuận lợi, về đường công danh thì nó cứ bình, nó không đi lên. Nhìn về của tuổi khơ của mình á, thì mình cảm thấy nó ngán ngẩm quá. Nhưng mà về sau, về già rồi thì các bạn có cái sự phấn đấu, có cái sự vươn lên trong cái cuộc sống cho mình, cho nên nó mới, nhà cửa mình nó từng bước nó được xây dựng, nó hình thành. Nhưng đôi lúc vì cái đường con cái của mình nó cũng không mấy thuận quả. Đôi khi á, con thì nó không nghe lời cha mẹ, đôi khi cả đời mình dành dụm, mình mua một miếng đất để dành cho con, nhưng mà con không biết thương mà nó đi phá vách, nó làm cho những cái đồng tiền của mình làm trở nên vô nghĩa. Nó không biết cái trân trọng cái công lao cái gì của mình. Có những đứa con nó không tốt với mình. Những ai
tuổi Kỷ Mùi có được một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, có một cái mái ấm gia đình, có được cái một gia đình hạnh phúc, thì các bạn hãy cảm ơn tổ tiên, cảm ơn ông bà và cảm ơn chính mình đã được hưởng phúc lành đó, để mà giờ này mình có được cái như thế. Còn những ai xấu số còn đang ôm sầu nuốt hận thì các bạn hãy cố mà nhẫn nhịn cho qua một kiếp người. Và các bạn hãy tin đi, ngày mai trời lại sáng. Chúng ta có niềm tin và chúng ta có hy vọng thì cuộc đời của chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn nha các bạn. Đừng ô buồn nữa, hãy ngẩng mặt nhìn đời và hãy vươn lên trong cuộc sống. Bài chia sẻ đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc.